Với đề xuất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê, một số đại biểu cho rằng không nên, bởi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một tổ chức chính trị, không có chức năng kinh doanh. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nhiều cách khác nhau để chăm lo cho đời sống của công nhân. Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn nên giao cho các đơn vị chức năng khác. Tuy nhiên, cũng có đại biểu cho rằng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao vị trí, vai trò của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động theo quy định của Hiến pháp và Luật Công đoàn, nhưng cần cân nhắc cách luật hóa trong dự thảo. Về phát triển nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp, các đại biểu thống nhất về ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, tán thành xây dựng nhà lưu trú công nhân trong diện tích đất thương mại, dịch vụ của khu công nghiệp như là quy định của dự thảo luật do Chính phủ trình. Cũng trong chiều nay, các đại biểu đã thảo luận về nhà ở cho lực lượng vũ trang, cho phép tổ chức hội nghị nhà chung cư dưới nhiều hình thức và nên có nguyên tắc phát triển nhà ở cần đi cùng với quy mô phát triển dân số và quá trình đô thị hóa.